Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 11 năm 2019, chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Châu Đốc gồm có những nội dung chính sau đây. Hội khuyến học Thành phố Châu Đốc phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Châu Đốc tổ chức lễ trao học bổng sổ số, số kiến thiết An Giang tái cấp và cấp mới đợt 1 năm 2019-2020. Đoàn kiểm tra Ban Thường vụ tỉnh đoàn An Giang do đồng chí Lâm Thành Sĩ, Bí thư tỉnh đoàn An Giang làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cuối năm 2019 trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc mở phiên tòa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự. Phóng sự thành phố Châu Đốc chung tay phòng chống bạo lực gia đình. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin chi tiết. Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Hội khuyến học thành phố Châu Đốc phối hợp phòng giáo dục và đào tạo thành phố Châu Đốc tổ chức lễ trao học bổng sổ số kiến thiết An Giang tái cấp và cấp mới đợt 1 năm học 2019-2020 cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi và học sinh khiếm khuyết tay chân. Đợt này, công ty sổ số kiến thiết An Giang đã trao 146 suất học bổng, trong đó có 124 suất học bổng trao cho các em học sinh phổ thông và 22 suất học bổng trao cho các em học sinh khiếm khuyết tay chân với tổng số tiền là 379 triệu đồng. Trong năm học 2018-2019, công ty sổ số kiến thiết An Giang đã trao 288 suất học bổng với tổng số tiền là 677 triệu đồng và 2.560 quyển tập. 17 năm qua, Quỹ học bổng sổ số, số kiến thiết An Giang đã thực sự là điểm tựa giúp nhiều em học sinh sinh viên nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang nói chung và thành phố Châu Đốc nói riêng có được cơ hội để tiếp tục trên con đường học vấn, đóng góp công sức trí tuệ, xây dựng gia đình quê hương ngày càng phát triển cũng trong ngày 21 tháng 11 năm 2019, đoàn kiểm tra ban thường vụ tỉnh đoàn An Giang do đồng chí Lâm Thành Sĩ, bí thư tỉnh đoàn An Giang làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cuối năm 2019 trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Tại buổi làm việc, đoàn đã tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, công tác quy hoạch các chức danh của đoàn nhiệm kỳ 2022-2027, công tác chỉ đạo đại hội đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019-2022. Công tác tổ chức học tập chuyên đề giới thiệu gương thanh niên điển hình theo tư tưởng Hồ Chí Minh và kết quả kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc bác Hồ hoạt động câu lạc bộ lý luận trẻ ở cơ sở, kết quả cảm hóa giúp đỡ thanh niên chậm tiến, công tác phòng chống ma túy trong thanh niên và triển khai mô hình khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội. Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự hỗ trợ phối hợp của các cơ quan ban ngành, đoàn thể thành phố và sự giúp đỡ định hướng kịp thời của Ban thường vụ tỉnh đoàn, thành phố Châu Đốc đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 bên cạnh đó công tác giáo dục đào tạo giải quyết việc làm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên và việc đào tạo bồi dưỡng đề bạt bổ nhiệm cán bộ trẻ được cấp ủy đảng chính quyền đoàn thể đặc biệt quan tâm Tổ chức đoàn hội tiếp tục được củng cố và phát triển, công tác tập hợp đoàn kết thanh niên được mở rộng, công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống nhân hóa, ý thức công dân cho thanh niên đã có những cách làm mới, sáng tạo, bước đầu đạt được hiệu quả, nhất là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với đó, vai trò vị trí của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa được khẳng định tính năng động sáng tạo ý chí dương lên trong học tập ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất đời sống của thanh niên ngày càng được phát huy góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng Sáng ngày 21 tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Châu Đốc mở phiên tòa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự. Vụ thứ nhất đối với bị cáo Hồ Minh Tâm, sinh năm 1984, ngụ tổ 8, khóm Châu Long 3, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, bị truy tố về tội tàn trữ trái phép chất ma túy với mức án 1 năm 6 tháng tù giam đối với bị cáo Hồ Minh Tâm. Vụ thứ hai đối với bị cáo Lê Minh Trị, sinh năm 1993, ngụ tổ 13, khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, bị truy tố về tội tàn trữ trái phép chất ma túy với mức án 1 năm 6 tháng tù giam. Vụ thứ ba đối với bị cáo Thái Văn Phú, sinh năm 1994, ngụ tổ 7, ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, bị truy tố về tội cố ý gây thương tích với mức án 2 năm tù giam đối với bị cáo Thái Văn Phú và bồi thường 40 triệu đồng cho người bị hại. Thông qua các vụ án xét xử lưu động trên địa bàn thành phố Châu Đốc thể hiện sự công bằng nghiêm minh của pháp luật đồng thời tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức tuân thủ luật pháp của mọi người dân trên địa bàn thành phố và nâng cao hiệu quả tính răng đe đối với những người đang có ý định phạm tội, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đáng 2020. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là một số tin đáng chú ý khác do phóng viên đài chúng tôi ghi nhận được. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi. Ngày 20 tháng 11 năm 2019, Hội đồng nhân dân phường Dĩnh Mỹ tổ chức kỳ họp lần thứ 10 bất thường, Hội đồng nhân dân phường Dĩnh Mỹ khóa 3, nhiệm kỳ 2016-2021, đến tham dự có bà Trần Thị Tố Huyền, trưởng ban tổ chức thành ủy Châu Đốc tại kỳ họp đã tiến hành thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân phường đối với ông lê bá thảo và miễn nhiệm trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân phường vĩnh mỹ đối với ông lưu quỳnh quang thắng 100% các đại biểu nhất trí tán thành đồng thời tại kỳ họp hội đồng nhân dân phường cũng đã thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân phường đối với ông huỳnh bụ toàn và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ đối với ông Lưu Quỳnh Quang Thắng và đã tiến hành quy trình bỏ phiếu. Kết quả, ông Huỳnh Bổ Toàn đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ và ông Lưu Huỳnh Quang Thắng đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ khóa 3, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp cũng đã thông qua dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ. Kỳ họp cũng còn thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự, bầu trưởng ban và phó trưởng ban pháp chế, hội đồng nhân dân phường đối với bà Võ Thị Bé Sáu, chủ tịch hội phụ nữ, giữ chức vụ trưởng ban. Ông Nguyễn Nhân Thọ, đại biểu hội đồng nhân dân phường, giữ chức vụ phó trưởng ban pháp chế, hội đồng nhân dân phường Vĩnh Mỹ và thông qua dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu trưởng ban, phó trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân Phường Vĩnh Mỹ khóa 3, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tuyên truyền quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn cho cán bộ công chức các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phường Vĩnh Mỹ. Hội nghị đã triển khai quyết định số 42 Quy UBND ngày 9 tháng 11 năm 2018 của Quỹ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang có hiệu lực từ ngày 23 tháng 11 năm 2018. Quy định trách nhiệm của các sở ban ngành tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, xã và các tổ chức cá nhân đơn vị có liên quan trong công tác phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh. Theo đó, khi thực hiện kinh doanh các dịch vụ văn hóa công cộng có sử dụng phương tiện phát âm Doanh nghiệp hộ kinh doanh phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và ký cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, nơi hộ kinh doanh đăng ký hộ khẩu thường trú và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện hợp đồng phục vụ dịch vụ văn hóa. Quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung ban hành kèm theo thông tư số 39 ngày 16 tháng 12 năm 2010 đồng thời phải đảm bảo sự yên tĩnh chung tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, trừ trường hợp di quan lễ tang. Không đặt các phương tiện phát âm thanh lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè gây cản trở giao thông. Việc quảng cáo thu hút khách hàng có sử dụng loa phóng thanh và các hình thức tương tự được thực hiện theo quy định của luật quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Núi Sam tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng giường cho nông dân trên địa bàn phường Núi Sam. Tại lớp tập huấn, Thạc sĩ Nguyễn Phước Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Nông nghiệp An Giang trình bày và hướng dẫn các kỹ thuật thiết kế giường lên liếp đắp mô kỹ thuật ủ phân hữu cơ, phương pháp cải tạo đất, chọn giống, cách trồng và chăm sóc cây ăn trái, cách nhận dạng phòng trừ một số loại sâu bệnh gây hại trên cây ăn trái. Thông qua lớp tập huấn nhằm tạo điều kiện cho nông dân được tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, nông dân có dịp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật trong việc ghép cải tạo một số cây ăn quả và định hướng phát triển vườn cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân phường Núi Sam tổ chức trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Căn nhà được trao cho hộ ông Nguyễn Ngọc Đảm, ngụ khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam là thương binh. Căn nhà có diện tích 75 m2, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng. Việc trao nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương, giúp đỡ những gia đình chính sách có thêm động lực, có điều kiện dương lên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng xã hội phát triển, giáo dục con em tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, học tập giỏi, đóng góp cho địa phương ngày càng phát triển giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.